chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 10 tháng 11 2021 nha quý vị. Hôm nay Khiêm xin tập nhật lại tất cả những cái dòng xe cũ đang có tại Toyota Tân Cảng, cũng như là một số dòng xe mà Toyota Tân Cảng vừa mới thu về á, để quý vị coi thử là có một xe nào phù hợp với nhu cầu sử dụng của quý vị, chạy kinh doanh hay là chạy gia đình, thì quý vị có thể tham khảo để xem mình chọn được chiếc xe ưng ý của quý vị. Ở đây thì quý vị có thể thấy là tại Toyota Tân Cảng có rất là nhiều mẫu xe, từ Innova, Camry, Vios, Yaris, có rất nhiều mẫu xe. Thì bây giờ xin mời quý vị hãy cùng Khiêm khám phá chi tiết những mẫu xe này. Còn nếu như quý vị có những cái dòng xe cũ đang muốn bán lại để đổi qua dòng xe mới hơn, hoặc là dùng tiền cho việc khác thì quý vị cứ liên hệ Khiêm ha. Bên Khiêm đang có nhu cầu thu rất là nhiều những cái dòng xe cũ khác nhau ở tất cả các hãng rồi quý vị. Nếu quý vị có nhu cầu thì vui lòng liên hệ Khiêm ha. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng Khiêm khám phá chi tiết những cái mẫu xe cũ tại Toyota Tân Cảng. Xin mời quý vị. Đây quý vị, chiếc xe đầu tiên mà Khiêm muốn giới thiệu quý vị, đây là mẫu Innova E số sàn đời 2018 rồi quý vị. Xe này mang bản số tại Bình Dương, đứng tên công ty, chạy khoảng cỡ 60.000 km ha. Đó. Xe thì phải nói là chất lượng xe còn rất là bóng bẩy rồi quý vị. Hiện tại mẫu xe này đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá là 580 triệu đồng nha quý vị. Đó. Phải nói là xe còn rất mới nha quý vị. Phải nói là chất lượng còn rất là liền. Tiếp theo đây là mẫu Toyota Yaris G đời 2015 nha quý vị. Mẫu xe này chỉ chạy có 11.550 km thôi, đứng tên cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh. Và mẫu xe này đang được Toyota Tân Cảng rao bán đó là 465 triệu đồng nha quý vị. Quý vị nào mà thích những cái dòng Yaris á thì quý vị có thể tham khảo những cái dòng xe này ha. Chạy số km rất là ít à, chỉ có hơn 11.000 km mà sau 6 năm sử dụng đó quý vị. Đó, quý vị có thể tham khảo mẫu xe này, 465 triệu nha quý vị. Còn đây là mẫu xe Wigo số tự động đời 2019. Xe này thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, chạy khoảng cỡ 25.000 km, mang bản số tại Bình Dương và giá đang được rao bán đó là 340 triệu đồng nha quý vị. Đó, 340 triệu đồng thì quý vị có thể sở hữu mẫu Yaris, mẫu Wigo này. Và mẫu xe này thì còn có chương trình giảm giá khuyến mại lớn nữa quý vị. Nếu quý vị thích cái dòng xe Wigo này thì cứ ghé Toyota Tân Cảng xem xe ha. Còn đây là mẫu xe Camry 2.5Q đời 2017 ạ, chạy khoảng cỡ 65.500 km, mang bản số tại thành phố Hồ Chí Minh và giá thì đang được Toyota Tân Cảng rao bán mức giá đó là 870 triệu đồng nha quý vị. Đó, 870 triệu đồng thì quý vị có thể sở hữu mẫu Camry này. Còn kế bên đây là một mẫu Camry nữa, Camry 2.5Q đời 2014 ạ. Mẫu xe này chạy khoảng 113.000 km, mang bản số tại Đồng Nai và hiện tại đang được Toyota Tân Cảng rao bán mức giá đó là 705 triệu đồng cho mẫu Camry đời 2014 này nha quý vị. Màu đen tuyền nha quý vị. Tiếp theo đây là một mẫu Camry nữa. Đây là Camry 2.5Q đời 2013, chạy khoảng 118.000 km, mang bản số tại thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Và mẫu xe này đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá đó là 640 triệu đồng rồi quý vị. 640 triệu đồng thì quý vị có thể sở hữu mẫu Camry này rồi. Đó. Tiếp tục là một mẫu Camry nữa. Mẫu này thì hôm trước khi có giới thiệu cho quý vị nè, mẫu xe này đã có khách hàng đặt cọc rồi, đang chờ làm thủ tục sang tên nha quý vị. Camry 2.5Q đời 2017, chạy 62.000 km, giá 809. Xe này bán rồi nên bỏ qua nha quý vị. Tiếp theo đây là chiếc VSG đời 2020 này, chiếc này cũng có khách hàng đặt cọc rồi nên chúng ta bỏ qua luôn nha quý vị. Để tiếp theo đây là chiếc Mazda 2 đời 2018 màu đỏ nha quý vị, chạy chỉ có 19.900 km, đứng tên cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh và mẫu xe này đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá là 460 triệu đồng cho mẫu Mazda 2 này nha quý vị. Và tiếp theo đây là một mẫu Camry 2.5Q chạy 39.000 đời 2015 nè. Cái xe này cũng đã bán rồi, đang chờ làm thủ tục giao xe cho khách nên chúng ta cũng bỏ qua ha. Đó, chúng ta qua hàng thứ hai ạ. Đầu tiên đây là chiếc Rớt nha quý vị. Rớt 2018 màu bạc, chạy 48.500 km, mang bản số tại Quảng Ngãi, 76A. Và hiện tại cái mẫu xe này đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá đó là 570 triệu đồng nha quý vị. Cho mẫu xe Rớt nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo này.
Tiếp theo là một mẫu Avanza, cũng là một mẫu xe nhập khẩu nữa. Avanza số tự động đời 2019, màu trắng, chạy 65.000 km. Xe này đứng tên cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh và đang được rao bán mức giá là 485 triệu đồng nha quý vị. Đó, 485 triệu đồng thì quý vị có thể sở hữu mẫu xe này ha. Tiếp theo ạ, còn đây là mẫu Innova E số sàn đời 2018 nha quý vị. Xe này chạy 95.500 km ạ, mang bản số tại thành phố Hồ Chí Minh, đứng tên cá nhân ạ. Và hiện tại mẫu xe này đang được rao bán đó là 585 triệu đồng dành cho mẫu xe Innova E số sàn đời 2018 nha quý vị. Tiếp theo ạ, đây là mẫu xe Innova G nha quý vị, số tự động đời 2016 nha quý vị. Xe này chạy khoảng cỡ 138.000 km, đứng tên cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh. Mẫu xe này thì đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá là 575 triệu đồng. Thì quý vị có thể là sở hữu mẫu Innova G số tự động đời 2016 nha quý vị. Đây là form mới nha quý vị. 2016 thì có hai form. Một form như thế này và một form thì giống như là đời 2015 á. Đó. Mẫu xe tiếp theo ạ. Đây là Toyota Innova Venturer, phiên bản thể thao của dòng Innova đây quý vị. Màu đen nha quý vị, chạy 57.000 km, đứng tên cá nhân tại tỉnh Long An. Và hiện tại mẫu xe Innova Venturer đời 2018 này đang được rao bán mức giá là 690 triệu đồng. Thì quý vị có thể sở hữu mẫu Innova Venturer này ha. Tiếp theo nữa quý vị, đây là một mẫu Innova số sàn tiếp nữa quý vị. Innova số sàn đời 2018, chạy khoảng cỡ 88.000 km, đứng tên cá nhân tại Đồng Nai nha quý vị. Và mẫu xe này đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá đó là 580 triệu đồng cho mẫu xe Innova E số sàn này quý vị. Hiện tại thì những cái mẫu xe Innova có giá rất là thấp so với là trước dịch nha quý vị. Nên đây là thời điểm tốt để quý vị có thể sở hữu những cái mẫu xe Innova cũng như là tất cả những cái mẫu xe cũ tại Toyota Tân Cảng này với một cái mức giá rất là hợp lý và hỗ trợ cái chính sách giá rất là tốt ạ. Tiếp theo ạ, đây là một mẫu Innova V nha quý vị, phiên bản cao cấp nhất của dòng Innova đây quý vị. Innova V đời 2018, màu đồng ánh kim, chạy khoảng cỡ 73.000 km và xe này đứng tên cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh. Xe này đang được rao bán với mức giá đó là 755 triệu đồng cho mẫu Innova V đời 2018 này ạ. Và chiếc xe cuối cùng ở khu vực trưng bày xe cũ của Toyota Tân Cảng đó là mẫu xe Toyota Fortuner phiên bản máy dầu số tự động 2 cầu, đây là phiên bản cao cấp nhất này ạ. Đời 2021 nha quý vị, màu đen, chạy khoảng cỡ 140 km. Xe này đứng tên công ty nha quý vị. Và hiện tại mẫu xe này đang được rao bán mức giá là 1 tỷ 380 triệu đồng cho mẫu xe Fortuner. Mẫu xe này thì hiện tại cũng có cái chương trình khuyến mãi giá rất là tốt ạ. Quý vị có nhu cầu thì vui lòng liên hệ ha. Thì trên đây là những cái dòng xe cũ tại Toyota Tân Cảng. Thì bây giờ mời quý vị cùng Khiêm khám phá một số mẫu xe nữa mà Toyota Tân Cảng mới thu về nha quý vị. Đây là mẫu Fortuner máy xăng đời 2013 nè quý vị. Xe này chạy rất là ít ha, chạy khoảng ở 70 mấy ngàn km thôi. Chất lượng thì rất là đẹp, mang bản số tại thành phố Hồ Chí Minh. Và cái mẫu xe này được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá là 530 triệu đồng nha quý vị. Xe này đứng tên công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà đây là một mẫu xe có chất lượng rất là đẹp nha quý vị. Mời quý vị qua mẫu xe tiếp theo ạ. Còn đây là một mẫu xe Innova E số sàn đời 2014, bên Khiêm cũng mới thu về nè. Đây là một mẫu xe giá rẻ nha quý vị, 345 triệu đồng thì quý vị có thể sở hữu mẫu Innova E số sàn đời 2014, chạy khoảng cỡ 182.000 km, mang bản số cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh. Xe phải nói là ngoại thất rất là đẹp, ngoại thất nội thất rất là đẹp. Quý vị chỉ cần 345 triệu thì quý vị có thể sở hữu mẫu xe này rồi. Có DVD, camera dê, ghi da, dán phim trải sàn. Nói chung là đã có đầy đủ hết rồi nha quý vị. 345 triệu đồng thì quý vị có thể sở hữu mẫu xe này. Còn kế bên đây là mẫu xe Fortuner TRD đời 2016 mà Khiêm cũng đã giới thiệu trên kênh. Nhưng mà cái mẫu xe này thì đã có khách hàng đặt cọc rồi nên Khiêm cũng bỏ qua nha quý vị. Rồi, mình qua mẫu xe tiếp theo đi quý vị. Còn đây là mẫu xe Toyota Yaris G đời 2019, mang bản số tại thành phố Hồ Chí Minh, đứng tên cá nhân quý vị. Quý vị thấy 51G không ạ? Đây là mẫu xe chạy chỉ có 17.500 km, mẫu xe này thì về chất lượng phải nói y như xe mới ạ.
Mẫu xe này thì là một mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan quý vị. Hiện tại giá mẫu xe này đang được Toyota Tân Cảng rao bán đó là 590 triệu đồng nha quý vị. Thì quý vị có nhu cầu thì cứ vui lòng liên hệ hotline hoặc là đến trực tiếp Toyota Tân Cảng gặp Kim ha. Và hiện tại thì bên Kim cũng còn rất là nhiều dòng xe khác nhau à, ví dụ như là Kia Sedona màu trắng đời 2017 máy dầu chạy 65.000 km giá 609, mang bản số tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi Innova E số sàn đời 2019, đời 2020, Fortuner máy dầu, rồi Atix, còn rất là nhiều dòng xe cũ khác mà đang trong quá trình làm đẹp theo công nghệ Marukuri. Thì quý vị có nhu cầu về dòng xe nào á thì vui lòng gọi hotline hoặc là đến trực tiếp Toyota Tân Cảng gặp Kim để Kim có thể tư vấn và hỗ trợ quý vị tốt nhất về những cái mẫu xe này ha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo ạ. Xin chào.